Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong phần bản tin của kênh Bản tin 24 giờ. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại lũ ở thượng nguồn sông Trường Giang đang dồn về hạ lưu, đỉnh lũ bắt đầu đổ vào hồ chứa Tam Hiệp. Lưu lượng nước chảy vào hồ chứa lên đến 75.000 mét khối trên giây. Ngày hôm qua, đập Tam Hiệp đã mở hơn 10 cửa xả lũ, lưu lượng xả đạt 51.200 mét khối trên giây. Trước đó, đỉnh lũ số 4 của sông Trường Giang và trận lũ số 1 trên sông Gia Lăng đã đồng loạt đi qua khu đô thị chính của Trùng Khánh. Đây là trận lũ lụt lớn nhất mà Trùng Khánh gặp phải trong 2 thập niên qua và gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Triều Thiên Môn, Hồng Nhai Động và Từ Khí Khẩu đã bị ngập lụt. Đêm qua, Trùng Khánh đã ra thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả cư dân cư trú từ tầng 3 trở xuống trong khu vực phố cổ phải đi sơ tán. Cục Thủy lợi Trùng Khánh đưa ra cảnh báo lũ, cho biết mực nước cao nhất sẽ xuất hiện trên đoạn sông Trường Giang đi qua Trùng Khánh vào ngày hôm qua. Thưa quý vị khán giả, động đất hay còn gọi là địa chấn là sự rung chuyển trên bề mặt trái đất do kết quả của sự giải phóng năng lượng bất ngờ ở lớp vỏ trái đất và phát sinh ra sóng địa chấn. Ở bề mặt của trái đất, các trận động đất biểu hiện bằng các rung chuyển và di chuyển hoặc phá vỡ mặt đất. Khi tâm chấn của một trận động đất lớn nằm ngoài khơi, đáy biển có thể bị dịch chuyển đủ để gây ra sóng thần. Động đất cũng có thể kích hoạt lở đất và hoạt động núi lửa. Mỗi năm, Trung tâm Thông tin Động đất Quốc gia thuộc chương trình Cảnh báo Động đất của Viện Nghiên cứu Địa chất Hoa Kỳ ghi nhận được chừng 500.000 đến 1 triệu vụ rung chấn địa chất mà các dụng cụ có thể ghi nhận được. Trong số đó có khoảng 100.000 vụ con người có thể cảm nhận được và tầm 1.000 vụ để lại thiệt hại. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, một trận động đất lớn đã xảy ra ở thành phố Liễu Châu. Trận động đất kéo dài khoảng 10 phút nhưng cường độ chấn động lên tới 9,5 độ Richter. Trận động đất này xuất phát từ một vết nứt vỡ dài khoảng 800 km. Đã có nhiều trận động đất khác trong lịch sử loài người được ghi nhận lại, nhưng đây là trận động đất lớn nhất xảy ra kể từ khi có ước tính chính xác về cường độ động đất. Vì vậy, nó vẫn được nhận định là trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Trận động đất ở Trung Quốc thực chất là một chuỗi các trận động đất mạnh ảnh hưởng đến quốc gia này từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2023. Trận động đất đầu tiên diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tại vùng biển gần thành phố Cảng Quảng Tây. Trận động đất này mạnh bất thường với cường độ cao trong thời gian dài và trên diện rộng. Ngay sau khi trận thứ nhất diễn ra, cấp độ chấn động ngày càng mạnh hơn, nó kéo dài tới 2 ngày sau đó. Trận động đất đạt cường độ cực đại vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 3. Theo các nhà khoa học, xuất phát điểm của trận động đất ở Trung Quốc từ vùng lòng chảo Biển Đông gần cảng biển Phong Thành, siêu động đất này còn kích hoạt một đợt sóng thần gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho miền Bắc của Trung Quốc và đảo Hải Nam. Tại Bắc Hải, cảng chính của Quảng Tây, mực nước dâng cao 4m trước khi bắt đầu rút. Vào lúc 16 giờ 30, một làn sóng cao 8m đã tấn công bờ biển của Trung Quốc. Sau đó, một cơn sóng thần cục bộ đã tàn phá nghiêm trọng bờ biển Quảng Đông và đảo Hải Nam với những con sóng cao tới 25m. Hàng trăm người đã bị thiệt mạng. Sau đó, trận sóng thần đã vượt qua Biển Đông với tốc độ vài trăm km/h, tàn phá Quảng Đông, Phúc Kiến và Đài Loan, khiến 61 người thiệt mạng. Đồng thời, nó cũng khiến nhiều người tử vong ở vùng Vân Nam. Tổng số người thiệt mạng từ trận động đất và sóng thần được công bố khoảng 7.000 người. Trận động đất ở Trung Quốc năm nay còn gây ra nhiều vụ lở đất diễn ra ở thung lũng phía Nam. Những trận lở đất này không gây ra nhiều thương vong nhưng cũng thiệt hại kinh tế đáng kể vì hầu hết chúng xảy ra ở khu vực ít có người và chỉ có những con đường nhỏ. Sự sụt lún cũng phá hủy các tòa nhà, đồng thời tạo ra các vùng đất ngập nước ở khắp nơi. Nhiều khu vực của thành phố bị ngập lụt, hệ thống điện và nước của Quảng Tây bị phá hủy hoàn toàn. Bên cạnh đó, các thảm họa liên tiếp diễn ra đã khiến cho 2 triệu người dân của Trung Quốc bị mất nhà cửa. Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã ước tính thiệt hại do trận động đất gây ra dao động từ 400 đến 800 triệu USD. Kính thưa quý vị, lũ lụt tiếp tục tàn phá ở các thành phố và vùng nông thôn ở miền Trung Trung Quốc vào sáng sớm hôm thứ Năm, khiến những người đang ngủ bị thiệt mạng. Nước lũ dâng cao tới 4,5m tại thị trấn Điệu Lâm của tỉnh Hồ Bắc sau trận mưa lớn bắt đầu từ hôm thứ Tư. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trận mưa xối xả này đã khiến cho 2.900 ngôi nhà và cửa hàng bị hư hại, cùng với 271 ngôi nhà đã hoàn toàn bị đổ sập. Chính quyền địa phương cho biết gần 30 người đã thiệt mạng, cùng với 24 người hiện đang mất tích. Một nhà phân tích nói với The Epoch Times, con số đó có thể không phản ánh tổng số thực tế vì nhà cầm quyền nước này biết là báo cáo thấp hơn về con số thương vong do lũ lụt. Một cư dân họ Lý cho biết còn rất nhiều người bị thiệt mạng nữa. Anh ấy nói với The Epoch Times rằng vẫn còn rất nhiều nạn nhân chưa được tìm thấy. Một người cứu hộ dân sự nói với The Epoch Times, số người thiệt mạng thực sự vẫn chưa được biết. Nước lũ dâng lên quá nhanh, lên tới hơn 4 mét. Hiện chúng tôi đang dọn dẹp lớp bùn đất dày đặc. Hồi 10 giờ tối hôm thứ Tư, cơ quan khí tượng địa phương đã đưa ra mức báo động đỏ nghiêm trọng nhất ở Liễu Lâm với lý do mưa xối xả trong khu vực. 5 giờ sau, một cơn lũ quét đã quét qua thị trấn khi cư dân đang chìm trong giấc ngủ. Các tầng đầu tiên của toàn bộ các tòa nhà dọc theo một con đường ở trung tâm thị trấn đã bị chìm trong nước lũ ngay sau đó. Chỉ nửa giờ trước khi lũ lụt xảy ra, chính quyền đã bắt đầu sử dụng loa phóng thanh của xe cảnh sát để thông báo với mọi người. Một chủ cửa hàng họ Châu cho biết,
ông đã phàn nàn rằng họ đã thông báo quá muộn. Ông Châu nói với The Epoch Times rằng nhiều cư dân đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vào sáng thứ Năm, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của những tiếng còi này. Ông cho biết thêm, còi báo động của cảnh sát có thể không đánh thức được một số người dân do tiếng ồn của cơn mưa như chút nước. Ông Châu đã đề nghị nếu nhiều quan chức hơn, có thể sẽ gọi người dân qua loa phóng thanh hoặc gõ cửa, sẽ có nhiều người hơn thoát khỏi trận lũ lụt này. Ông nói giờ đây cửa hàng của tôi đã bị lũ quét sạch rồi, chẳng còn gì nữa. Mọi gia đình đều bị thiệt hại. Tôi không biết liệu mình có thể nhận được khoản bồi thường đền bù thiệt hại hay không. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt theo mùa, nhưng năm nay đặc biệt nghiêm trọng với những trận mưa xối xả từ miền trung của đất nước đến các khu vực phía bắc xa xôi như Bắc Kinh. Trước đó, 12 triệu người ở thành phố khác là Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã hứng chịu lượng mưa lớn trong 3 ngày, tương đương với lượng mưa trung bình của một năm. Giới chức báo cáo có 302 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt, với 50 người bị mất tích. Số người thiệt mạng mà chính quyền báo cáo đã bị đặt nghi vấn khi chính quyền điều động quân đội và cảnh sát đến canh giữ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một đường hầm dài 4,5 km bị nước lũ nhấn chìm chỉ trong vòng 5 phút. Các ký giả ngoại quốc đã đưa tin về một tàu điện ngầm bị ngập trong nước đã bị Trung Quốc truy lùng và sách nhiễu, và một nhiếp ảnh gia của truyền thông nhà nước đã bị bắt giữ. Nhà cầm quyền này cũng cấm người dân đặt hoa chia buồn cho những người đã chết đuối ở lối vào của một ga tàu điện ngầm. Dự báo sẽ có thêm mưa lớn trên khắp miền Đông và miền Nam của Trung Quốc, bao gồm cả tỉnh Quảng Tây, tỉnh Vân Nam. Trung tâm khí tượng quốc gia cho biết hôm thứ Bảy. Kính thưa quý vị, theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Trung Quốc vào tối thứ Tư, một trận động đất có cường độ 7,3 độ Richter xảy ra vào chiều cùng ngày, kèm theo đó là 7 dư chấn mạnh đã khiến một số ngôi nhà bị phá hủy. Ông Hoàng Quý Hùng, một quan chức của cơ quan giảm thiểu thiên tai tại Trung Quốc, thành phố Tân An gần tâm chấn cho biết một đồn cảnh sát và một số ngôi nhà trong làng ở huyện này đã bị hư hại. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về thương vong và giới chức đang đánh giá mức độ thiệt hại của trận động đất. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra vào lúc 18 giờ 28 phút theo giờ địa phương. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km tại khu vực thuộc tỉnh Thiểm Tây. Ít nhất có 7 dư chấn mạnh sau trận động đất, trong đó có dư chấn có cường độ 5,8 độ Richter. Nhiều khu vực tại Trung Quốc bị rung chuyển. Năm ngoái, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter kèm theo sóng thần tại Vân Nam đã làm hơn 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị mất tích. Trước đó, một trận động đất có cường độ 9,1 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển Vân Nam và gây ra sóng thần, làm 220.000 người bị thiệt mạng trong một khu vực lân cận, trong đó có 170.000 người tại Indonesia. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, một trận động đất mạnh khác có cường độ 5,6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Củng thuộc thành phố Nghi Tân của tỉnh Từ Xuyên, tây nam của Trung Quốc. CENC cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 17 hôm thứ Tư vừa qua theo giờ địa phương, tức 19 giờ 17 theo giờ Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất được xác định ở vị trí 28,41 độ Vĩ Bắc và 104,74 độ Kinh Đông, nằm ở độ sâu 8 km. Hiện chưa có thông báo về thương vong cũng như thiệt hại do trận động đất này gây ra. Trước đó vào ngày 23, một trận động đất có cường độ 5,6 độ Richter cũng đã xảy ra tại huyện Củng, khiến 31 người bị thương. CENC cho biết, chấn tiêu của trận động đất này nằm ở độ sâu 10 km, được xác định ở vị trí 28,43 độ Vĩ Bắc và 104,77 độ Kinh Đông. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!